Xin chào quý bạn, hôm nay Điện Máy Song Anh sẽ giới thiệu với quý bạn chiếc máy khoan đất 2P dành cho một người sử dụng. Thì máy này được sử dụng để khoan hầu hết các lỗ để trồng cây hoặc là cái trụ để đặt trụ trồng, ví dụ như trồng thanh long hoặc là đặt trụ để chúng ta kéo hàng rào các thứ, rất là đa năng. Thì bây giờ tôi sẽ mở máy này ra xong là có cái phụ kiện gì. Giờ, chúng ta có một cái bình pha nhiên liệu sang pha nhớt ghi sẵn tỷ lệ 251, và đây là cái dạng bình to. Tiếp đến là chúng ta có một hộp phụ kiện, một túi phụ kiện. Tiếp đến nữa là chúng ta có một cái phễu để đổ xăng, đổ nhiên liệu, và có một quyển sách hướng dẫn sử dụng kèm với một cái tem bảo hành điện tử của Oshima. Và cuối cùng là chúng ta có một cái máy. Đây, tôi sẽ tắt cái thùng đi. Chúng ta có cái máy với màu đỏ và đen được phối hợp với nhau, hai màu chủ đạo của các loại máy của bên của hãng Oshima. Thì nhìn qua cái máy này, tôi nói thêm một số thông số nữa là như ở trên vỏ thùng có ghi là máy có cân nặng là 9 cân chưa bao gồm mũi, và 10 cân là cả thùng. Đó. Thì máy này thì có công suất là 1,7 kW, xi lanh 49,9 cc. Đó, thì đây. Đây chúng ta có thông số ở đây, có đây, 170 đến 200 vòng trên phút khi mà làm việc, rất là khỏe. Và dung tích bình nhiên liệu là 900 ml. Rất to luôn. Siêu to. Bình nhiên liệu thiết kế hình vuông. Chúng ta có thể thấy. Tôi giới thiệu một chút nữa, đó là cái máy này này. Ở đây chúng ta có một cái ga, cần ga này. Đây là công tắc on, tắt mở máy. Ở đây chúng ta có một cái cần ga. Cần ga này thì rất là tiện khi chúng ta sử dụng với tay, chúng ta cầm như này thì tay chúng ta sẽ bóp để tăng tốc độ quay. Ở đây chúng ta có ốp gió này. Đây là lê gió này. Chúng ta có một cái buji. Thực ra tất cả các bộ phận trên máy này được thiết kế gần như là ốp khối. Ốp khối rất là đẹp. Cái ốp giật, ga giật rất nhẹ luôn. Siêu nhẹ, cái máy này rất nhẹ, giật thoải mái luôn. Tôi vừa thử nó nhẹ lắm. Rồi, hầu như cũng không có gì để giới thiệu lắm về máy này, chủ yếu là cái tác dụng của nó thôi. Còn tôi giới thiệu thêm là máy có thể lắp được các loại mũi khoan. Đó rơi vào tầm 100 này, 150, 200, 250 và 300 ml. Thì cái mũi khoan này nó có chiều dài rơi vào tầm khoảng 80 phân, và cái độ rộng thì sẽ dao động từ 100 đến 300 ml. Đó, thì cái máy này thì nó sử dụng cái bánh răng. Đây là cái hộp bánh răng, hộp số bánh răng để truyền lực từ động cơ đến mũi khoan, nên là cái lực khoan rất khỏe. Kể cả đất đá cứng thì chúng ta cũng đều khoan được rất là dễ dàng thôi. Đó, bây giờ tôi sẽ mở một cái mũi khoan ra, tôi lắp vào để quý vị các bạn xem rõ cái hình dáng nguyên khối của nó như nào. Bây giờ tôi sẽ lắp mũi cho quý vị các bạn xem. Thì cái lắp mũi này nó cũng rất dễ thôi, chẳng ra là ai nhìn lần đầu cũng biết lắp thôi. Đây chúng ta có một cái lỗ, và ở trên mũi khoan chúng ta có một cái lỗ và một cái chốt này chúng ta sử dụng. Đây có một cái móc tránh cho chốt bị rơi khi chúng ta sử dụng. Ở tất cả các dòng máy của Oshima thì mũi khoan của nó đều là mũi màu đỏ, quý bạn lưu ý. Ở đây vì tôi vừa mới hết mất cái dòng mũi khoan nhỏ, mũi khoan to thôi rất là nặng, không cầm được lên, nên là tôi sẽ dùng tạm một cái mũi khoan bên ngoài để tôi lắp thử. Nó là mũi khoan đơn. Quý bạn lưu ý nữa là mũi khoan đơn và mũi khoan đôi nó khác nhau nhá. Mũi khoan đơn thì nó chỉ có một cái vòng xoắn, còn mũi khoan đôi của nó là hai vòng xoắn đối xứng nhau. Đây, như này chúng ta đã nhìn là có hai vòng xoắn đối xứng nhau, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có một vòng xoắn đối xứng, một vòng xoắn đó, một bên nó bỏ trống, nó chỉ là một cái sắt để nó cân bằng thôi. Đó, và tôi sẽ lắp.
Đó, các bạn lưu ý. Lát xong chúng ta sử dụng cái móc này, kéo căng ra, nhét vào để tránh tình trạng mà khi sử dụng mà nó bị rơi lưỡi mũi khoan ra. Đó, như này chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rồi. Đó. Rất là sắc nhá. Cái mũi này rất là sắc thưa quý vị. Rồi, chúng ta sử dụng thì cứ để này chúng ta sử dụng thôi. Đó. Giờ cái chiều dài của nó là 80 phân nên chúng nó khoa được lỗi cái lỗ tối đa 80 phân. Đó. Đấy, khi dùng thì chúng ta gài lại thôi. Đấy, động cơ rất khỏe, động cơ 49,5 à 49,9 cc. Thực tế là 49,9, thực ra ở trên máy nó ghi là 52 cc đấy. Nhưng mà thực tế đánh giá là 49,9 thực ra nó không chênh lệch nhiều, cũng rất là khỏe. À, ngoài ra chúng tôi còn có những cái loại máy khoan đôi, tức máy khoan hai người sử dụng. Thì ở video sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn xem. Đó, còn nếu mà một người sử dụng thì sử dụng mỗi cái này. Mỗi khoan đôi thì nó sẽ là hai người sử dụng thì nó sẽ khoan nhanh hơn và nó khỏe hơn nữa. Đó. Rồi, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý bạn xem cái máy khoan đất của Oshima, mã là Oshima 2P dành cho một người sử dụng. Thì ở video sau chúng tôi sẽ ra trực tiếp ở một khoảng đất, chúng tôi sẽ khoan cho quý vị xem. Ở video này chúng tôi giới thiệu cho quý vị xem thôi. Đó, thì được rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.